Xin chào tất cả các anh em cảnh thủ đam mê của cá tầm Tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 22 cần câu nha anh em. Thì 22 cần câu này 22 cần câu kiện nhật hàng chất liệu carbon. Thì phần bên đây á, là nguyên một dàn Shimano luôn. Thì dàn bên đây á, là nguyên một dàn khoen lá nha mọi người. Rồi đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thì thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên á, anh em gửi về em. Rồi cảm ơn anh em. Thứ nhất mừng tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây hàng của anh Fataco nha mọi người. Một cái hàng Alpha Taco. Thì cái này ngoại hình mới, cứng nha mọi người, rất là mới luôn. Đây, cắn mút nha anh em, cắn mút màu hồng. Đó. Foil carbon, sơn màu bạc kim tím nha anh em. Đó. Fan Fuji Sheet nha anh em. Còn fan Fuji loại xám nha, không phải Sheet. Bass Fuji của Alpha Taco. Thì cái này dài 2m1, hàng made in Japan nha anh em. Hàng của Nhật. Anh em, hàng made in Japan. Đó. Hàng này bao chuẩn luôn. Lần trước em cũng về cũng bán một cây giống thế này. Đó, bu là bu xít nè, bu xít nha, bu Fuji xít nha. Đó, màu chè luôn. Đó, xứ dày cui nha mọi người. Đó. Ngoại hình thì cái này em đảm bảo với anh em ngoại hình trên 95% nha anh em. Đó. Ngoại hình trên 95%. Không có xước xát gì nhiều luôn. Đó, rất là ok luôn. Đó. Đẹp đẽ sạch sẽ. Cần này dài 21 thì chia cho anh em câu trên ghe trên bè trên thuyền nha. Đó. Thì cái này nặng là 175g, đọt 1-9, cứng ghê tầm khoảng 50. Rồi, giá công khai cây số 1, giá là 800 cộng ship nha. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 bên cho người quẳng là một cây hàng của Japan. Ken Patako. Vậy nè, hàng mới Japan. Đây, nó, cái này dài 2m1. Thì cái này được sơn màu giống như giả trúc nha nè, rất là đẹp luôn. Cần này thuộc dạng cần Hechi nha nè. Dạng cần Hechi, chuyên cho anh em câu hành cháp nha, câu cảm giác. Đánh cá bóng đục, cá lù đục, đó, cá đỏng, đọt đọt tháp nha anh em. Phen chạy rất là dày luôn nè, đó, bù trong sắn, bù xích nha. Phen này phen Fuji lõi xám, rất là đẹp luôn, đó, đây, có xước xát đầy tí nha. Thì hàng này đánh bao chuẩn rồi, hàng Hechi. Thì độ cứng cái này nó ra tầm khoảng 15-20 thôi nha anh em. Đó, nó cứng cái quéo qua đọt nè, rất là nhạy cả luôn. Đó, đây, test cái đọt cho anh em xem, đó. Nó thế này đây, đó, bao nhạy nha anh em. Đó. Thì cái này ngoại hình rất là ok nha anh em, đó, không xước xát nhiều hết. Thì cái này nặng 140g, đọt 1.3, cứng ra tầm khoảng 15-20. Rồi, giá công khai cái này, giá 900 cộng ship nha. Cái số 2. Tiếp theo cái số 3. Thì cái số 3 đang cho mọi người một dòng đai qua cán dịp, đó. Dòng đai qua Bezel Grip. Ngoại hình cái này nó ghê đâu đó tầm khoảng 93% nha anh em. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Đây, cán chưa bị chạy trụ luôn nè. Đó, cây này đặc biệt nhất là cây cán. Chỗ này dính keo nè anh em. Đó. Đây. Fan Fuji loại xám nha. Chỉ là chỉ nguyên chim nha anh em. Bass là bass Fuji. Foil là foil carbon sáng ít nha. Đó. Đây, đọt là đọt tháp. Nhưng mà đọt tháp thì tinh nó sẵn như con rắn luôn. Em thấy. Đây nè, đây, đó, soi gần em thấy nè, nó sẵn. Sẵn khỏi bàn. Bô trong sẵn nữa không? Bô là bô xít như này, bô xít nó chè. Đó đây. Đó, xứ dày cua nhá. Phen loại xám. Fuji loại xám. Thì cái này dài 2m4, độ cứng cái này theo em test đó, tầm khoảng 80 như này. Đó, carbon wicker, hàng nội địa. Đó, đọt cứng cái này ra tầm khoảng 80 nha anh em. Cái này nặng là 250g, đọt 2.1, cứng 80, giá công khai cây số 3, giá 1.3. Tiếp theo lên cây số 4. Thì cây số 4 còn túi nha anh em, còn túi luôn, túi zin luôn á. Cái số 4 lên cho mọi người là một cây Ori. Cái này, túi Ori luôn. Đây, đó. Thì cần sao đọc vậy. Thì cái này em đảm bảo với anh em 100% là em lấy từ thị trường nội địa Nhật về nha. Đó. Thì nó không để made in gì thì em lấy từ thị trường nào thì em báo anh em vậy. Thì cây này chất liệu là liệu carbon, phen là phen biển anh em, phen biển dạng phen cầu. Thì lỗi như thế này đây, nó không có đóng Fuji gì hết thì không phải Fuji. Đó. Thì không biết ở trong keo này nó có đóng không thì em không gành. Thì foil là foil carbon anh em, foil carbon. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, dài 2m7, một đọt cứng 50-60, một đọt cứng 80-100 nha anh em. Đó. Phen cực kỳ ngầu nha, cây này rất là mới luôn. Đó.
dạng giống như chưa qua sử dụng nha anh em. Đó, sẵn này, à, carbon sẵn nha, bô chống sẵn luôn anh em, bô chống sẵn luôn. Thì cái này về cho anh em câu tra thịt nè, tính tra săn hàng, câu chép, keo chỉ ok cho anh em, nguyên bộ phen cầu nha. Đó, rất là ok nha anh em. Đây, dài hết 7 anh em mọi người, dài hết 7, rất là đẹp luôn. Thì cái này được cái nó được cái bát rất là độc luôn. Tí em soi kỹ cái bát cho anh em xem, em soi ngoại hình. Đây, carbon sẵn nha mọi người, carbon sẵn khỏi bàn này. Đây, đây sẵn ở đây nữa nè, sẵn tới ngọn luôn nha mọi người. Thì cây này nó được cái là nó đọc một cái chỗ bát đây nè, bát nó anh em có thể tăng được ở trên, được ở dưới được nè. Đó, thì anh em muốn cái máy nó giờ xích lên trên thì anh em xích lên. Đó, muốn cái máy nó xích dưới góc tí thì anh em xích xuống. Đó, bát tài khoản là bát Fuji nha anh em, bát Fuji Japan. Rồi, cái này nặng là 400g, đọt là 2.1 và 2.4. Đọt 2.1 là cứng 50-60, đọt 2.4 là cứng 80-120, cứng 80-100. Rồi, giá cây số 4, giá là 1.6 triệu cộng ship nha mọi người. Tiếp theo cây số 5. Thì cây số 5 với cây số 6 là một cặp nha anh em. Thì cây số 5 lên cho mọi người là một dòng cần nội địa, dòng cần của Shimano Super X, Hipower Super X. Thì dòng này là dòng Shimano Carbon Haya, đó, dòng hàng hệ của tên Shimano. Sẵn tiếp nha nè, thì cây này ngoại hình có xước sát nè, đó, xước sát nha. Với cây này em được đi keo lại, đây, cái này em đi keo lại nè, đó. Phen thì ok hết trơn nha mọi người, phen thì bao lỗi nha. Phen ok hết, phen xám. Phen này em đi keo lại, đó, phen nào nó sẽ bị gần keo thế này đây, đó. Chân keo nó bị xúc hay nó bị lỗi thì em sẽ đi keo lại hết nha nè, đó. Cần phen nào đi keo lại nó đi keo lại, cái này đi keo lại luôn đó. Phen này cũng vậy đó anh em. Cần thì anh em về đánh vô tư nha anh em, bao hết luôn nha anh em. Đây test đọt đây đó, thì cái này nặng là 324 gram, đọt 2.3, cứng là 120. Rồi, giá công khai cái số 5, giá là 1.4 triệu cộng ship nhé. Ngoại hình thì có xuất sắc nhưng mà anh em cấp hôi thì bao chắc rồi đó. Coi của dòng Shimano này thì khỏi chê. Thì cây số 5 và cây số 6 một cặp nha anh em. Đó. Thì cây số 6 em vẫn đi keo lại nha mọi người. Đó. Cần sau điểm báo anh em quậy đây. Đây, em đi keo lại hết. Đó. Cây này hình như là em đi keo lại hết 100% luôn á. Đây, chỗ cặp nối em cũng đi keo lại luôn. Thì em bao anh em lỗi lầm nhá. Đó. Đây, trên đây em cũng đi keo lại hết luôn. Đó. Cần em đi keo lại em báo em đi keo lại. Carbon sẵn ít nha anh em. Đó. Nói chung thì đây, đi keo lại không có khác gì với zin hết. Đó, rất là ok. Thì cây này vẫn cứng 120, đó, cùng thông số với cây số 5. Carbon sẵn ít. Về anh em có thể đánh vô tư, đó, đánh lăn xe, câu tra, câu chép, săn hàng, đánh giặc bờ biển. Thoải mái, bát Fuji, fan Fuji, ngoại hình ok. Đó, không có được gọi là đẹp lắm nhưng mà xuất sắc thì vẫn là ít. Cứng là cứng 120, bao tải nha. Rồi, giá cây số 6, giá là 1.4 triệu cộng ship nha. Tiếp theo cây số 7. Thì cây số 7 nè, cây số 8, cây số 9 là ba cây giống nhau nha mọi người. Thì cây số 7 là một cây Shimano. Thì cây này có bị lỗi nhẹ. Và em đi keo lại đây. Cây này phen này em đi keo lại nè. Đó. Bát là bát Fuji Shimano. Đó. Carbon là carbon sẵn ít, đọt là đọt tháp. Đây, nó bị chốc một lớp sừng bóng lên nè, nó không ảnh hưởng tới phôi nha. Đây, phen này em đi keo lên nè, đó. Đi keo lại luôn, đi keo lại luôn, đó. Thì cái này đa phần em đi keo lại hết 100% nha nè, phen nha. Đây, phen này cũng đi keo lại luôn. Đó. Thì cái này nó bị gãy thêm cái đầu bu nữa. Đây nè, bị mất một khúc bao nhiêu đây. Đó. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, thì giờ đo là chắc còn 2m65 quá. Đó. Thì độ cứng cái này cơ tầm khoảng 60 đến 80 theo thông số của cần. Nhưng mà bây giờ test lại chắc tầm khoảng 100 rồi. Thì cái này nặng là 240g, đọt 1.6. Giá công khai cái số 7 giá là 1.4 triệu nha anh em. Thì sau 1.4 triệu thì anh em về đánh bao cảm giác luôn, bao phê. Đây test cho anh em luôn, đó. Nhúng luôn. Rồi.
cây số 7, cây số 8. Thì cây số 8 này thì nguyên zin. Đây, keo zin của nó đây, nó bị chảy ở đây tí. Tất cả sáng ít, bát Fuji, fan Fuji đó. Dạ H7 độ cứng HG tầm khoảng 80 60 80. Đó, fan ok hết cho anh em. Đó. Với cái fan này thì ok, anh em yên tâm, em cũng kiểm tra rồi. Nếu mà lỗi một cái thì em cũng đi keo luôn, yên tâm. Đó, bù xít như này, bù zin. Thì thông số nó vẫn giống như cây số số 7, nặng là 240 g, đọt 1.6, cặp qua sân ít, đọt thấp. Cây này về cho anh em câu cha, câu chép, câu lăn xe, sân hàng thoải mái. Rồi, giá cây số 8 giá là 1.6 nha. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 vẫn vậy luôn, đó. Vẫn ok, hàng nguyên zin. Cặp Shimano, cặp bon sáng ít. Gốc cây này thì chỗ này nó bị xước nhẹ nè, đó. Tất cả còn lại ok. Keo ok hết trơn nha anh em, keo nguyên zin nhá. Đó. Booster, đó. Bullshit đây. Đó, sáng ít, cây này ngoại hình xước sắc ít nha mọi người. Đó. Nói chung thì những cây đọt tháp hàng hệ của Shimano này á, đọt sẽ thủy tinh thì anh em bao cảm giác là dạng đọt sẽ lên xịn đó, rất là nhạy cá luôn đó. Anh em test độ cong cho anh em, đọt cho anh em đó. Thì con cá nó gới vô nhẹ thôi, nó cũng báo tín hiệu rất là ok đó. Nhưng mà nó cứng đều vô cong trong nha anh em đó, nó cứng đều vô trong luôn. Rồi, giá công khai cây số 9 giá cũng là 1.6 nha. Rồi, tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 là một cây cây số 10, 11, 12 là ba cây giống nhau nha anh em, ba cây giống nhau. Thì có cây số 10 nó còn hợp thôi, nó còn hợp còn túi. Thì cái này em thanh lý dùm khách đó, khách gửi thế em có hai cặp thì anh gửi luôn cho đủ lên clip. Thì cái này dài 2m7 nha anh em, dài H7 hai đọt. Thì nó có một đọt là cứng 40 60, một đọt cứng 60 80 đó. Thì một đọt 40 60 á, đọt 2 ly 2, đọt 2 ly 4 á, sẽ là 60 80. Thì cái này nặng là 280 g. Cái chỗ này là giá của nó em đặt là 28.000 ra tầm thao, gần 6 triệu từ Việt Nam nha anh em, 6 triệu sao gửi từ Việt Nam nếu cần mới. Nó còn túi còn hộp nha anh em. Đó. Thì thông số ba cái này giống nhau, đó. 2m7 hai đọt, một đọt 60 80. Đây, sao cho anh em xem. Đó đây, đó. Fan là fan Fuji da quang nha anh em, fan Fuji da quang, foil là foil sáng ít. Đây, bass là bass Fuji Seben, hàng nội địa. Sáng đẹp nha anh em, chẳng là đẹp, ngăn gốt luôn. Đọt vẫn là đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Fan chỉ thì ok hết nguyên zin từ ADZ nha. Rồi, giá công khai cây số 10. Giá công khai là 1.8 nha anh em, 1.8 cây số 10. Đây, à, rất là ok nha. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 1 vẫn vậy, vẫn đẹp đẽ lung linh. Đó. Nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Đó, thông số đọt đầy đủ 40 60 và 60 80. Bát là bát Fuji Japan, fan là fan Fuji xám, fan Fuji dạo quang, rất là đẹp luôn. Sân ít toàn thân, ngoại hình ít xước sát. Đó, nếu có xước sát thì nó do vận chuyển fan nó cạ nhau xước sát thôi nha anh em. Mấy lo chỉ rất là ổn đẹp nha mọi người, rất là đẹp luôn. Thì anh em nào câu lăng xê săn hàng á, lấy ba cây này ra gác câu thoải mái. Hai đọt thì rất là tiện luôn anh em, tùy theo địa điểm mà nước sâu nước chảy mạnh á thì anh em có thể xe chuyển đọt và anh em câu. Rồi, giá công khai cây số 11 giá là 1.7 như này, rẻ hơn cây số 100. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 vẫn là 1.7 luôn. Đó, ngoại hình nhôm mới. Thì hai đọt hay cái hai nó có hai cái điểm trắng này nè, anh Nhật ghi nè, 60 80 nè, 70 100. Thì anh Nhật ghi sao anh để quậy luôn đó. Carbon vẫn là carbon sáng gân gút nè, không che đâu được. Shimano Hyperweight rất là đẹp nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 12 giá vẫn là 1.7 nha anh em.
tiếp thêm qua cây số 13. Thì cây số 13 và cây số 14 là hai cây hàng hệ, hàng rất là nhiều anh em sưu tầm luôn. Đó, dạng Shimano Arrow, dạng này rất là hiếm ở Việt Nam. Đó, cán ở đây. Cán bằng cao su nha anh em, cao su dày. Chất liệu carbon sẵn, sẵn ít luôn nha mọi người. Bát Shimano Pulse. Sẵn từ đít mà tới ngọn luôn mọi người. Hàng Arrow nha anh em. Shimano Japan, cứng 50, dài 3m6 nha anh em. Cứng 50, dài 3m6. Hàng chỉnh thông số anh em đánh lăn xe, câu chép. Nè, sẵn tới ngọn nha, hàng nguyên zin nha. Bu xít. Khỏi chê đâu rồi. Ở đây nó có bị chốc một lúc nhắm nè, đó. Nhưng không ảnh hưởng gì hết trơn mọi người. Thì cái này nặng là 420g. Tại vì cái gốc là đó trọng. Đọt là đọt 2 ly, cứng 50 và 3m6. Rồi, giá công khai cây 15, giá là 2,5 triệu nha. Tiếp theo cây 16. Thì cây 16 vẫn là một cây Shimano Arrow. Thì cây này dài 3m3, cứng là cứng 30. Thì phôi nó vẫn là phôi carbon sẵn ít đây, đó. Đây nè, phôi carbon sẵn ít. Thì cái này ngoại hình nó có xuất sắc đi ti nha mọi người, xuất sắc đi ti. Thì em về câu thì thoải mái rồi, khỏi chê. Được cái là cây này nó sở hữu nguyên bộ phen, là nguyên bộ phen xít hết trơn nhanh nè. Nó nguyên bộ phen xít hết. Thì cây Arrow này nó phen là phen loại xám thôi. Thì cái này nguyên bộ phen xít. Thì phen xít thì nó làm rất là ga dây rất là xa, để làm nhằm giảm độ ma sát cho cụm dây mọi người. Đó. Đẹp nha mọi người. Ngoại hình ok. Đó, phen thì bao ok rồi. Sẵn là sẵn ít rồi, khỏi bàn. Hàng Arrow, hàng nội địa Japan. Hàng này có thể nói là hiếm hơn Kenyaki nha nè. Rồi, cái này nặng là 305g, đọt 2 ly, cứng 30, dài 3m3. Rồi, giá công khai cây số 14, giá là 2 triệu nha mọi người. 2 triệu cây số 14. Qua bên đây, nãy dọn cái kia cho chấm để quay clip rõ cho anh em. Qua bên đây. Tiếp theo bên đây là một lên em lên mọi người, một cây cần Ryobi. Thì cây này chuẩn cho anh em săn hàng luôn. Đó, cây này chỉ đánh đáy thôi. Chữ này quá cứng. Thì này cứng 300 và 24. Thì anh em nào đánh máy điện á, đánh máy ngang săn hàng. Đó. Thì anh em đánh cá thu, cá ngừ, đánh vô tư. Thì cái này carbon sẵn ít cho anh em. Đó. Rồi carbon sẵn vòng nha mọi người. Carbon sẵn vòng. Nhờ gờ vô là nhắm tay luôn á. Anh em soi anh em xem. Đó. Phen là phen cầu, phen biển cho anh em. Bù xít đây, bù xít bù biển chống sắn. Phen độ ok hết nha anh em. Carbon. Bát tầm bát Fuji, phen là phen Fuji. À, phen biển, phen cầu. Dạ, carbon sẵn thế này nè. Đó. Góc này cũng sẵn luôn. Rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái này ngoại hình nó còn xước sát đây. Chỗ này xước sát chỗ này. Đó. Tổng thể thì ok, không xước sát gì nhiều. Đó. Sẵn nè. Đó. Với cái góc này thì anh em thấy nó sẵn. Khỏi chê vào đâu rồi. Đây, đọt nó cũng sẵn đó nè. Đó, với góc này. Em thấy không? Rất là ok luôn. Thôi này, thôi bao chắc nè. Thì nó cứng tới 300 nè. Em đè nó. Em đè hết lóc mà nó chỉ cong bao nhiêu đây thôi. Thì cái này nặng là 439g. Đọt 3 ly 9. Giá là 2 triệu 2 nha anh em. Cái số 15. 2 triệu 2. Cứng 300 và 24. Rồi, qua bên đây là hàng phen lá. Hàng rất nhiều anh em săn nè. Thì em lên cho mọi người là cây số 16. Thì cây số 16 lên cho mọi người là một cây cần hàng Ryobi. Đây, hàng này hàng Korea xuất Nhật nè. Thì cái này cứng 30 và 2m1. Đây. Đó. Bù trong sẵn nha nè. Phen lá thì bao đẹp này. Đó. Đây, phen xếp hết nha mọi người. Phen lá bao đẹp, phôi bao đẹp luôn. Đó. Chịu khó soi cận cảnh cho anh em xem luôn. Đó. Phôi cặp bát sẵn nè. Đó. Bát là bát Pusigon nè, nó tem hoàng đầy đủ. Phen là phen Pusi, phen lá. Thì dàn phen lá này anh em có thể câu lua cũng được. Câu lua nè, câu cảm giác, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, sẵn hàng.
rất là chắc, rất là cảm giác luôn đó. Thì cái này hàng của Korea xuất Nhật anh em, carbon sẵn, keo chỉ ok, phen ok, đẹp đẽ sạch sẽ. Thì cái này nặng là 230g, đọt 2 ly 4, cứng 30, dài 21. Rồi giá công khai cây số 15. Ủa, giá công khai cây số 16, giá là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 cây số 16 Ryobi. Tiếp theo cây số 17, thì cây số 17 em lên cho người quẳng một cây hàng thân lá thôi. Đó, chất liệu liệu carbon cắn mốt, bát là bát Fuji tem quàng bát gold anh em, phen lá Fuji đây. Đó, son cận cảnh cho anh em xem ngoại hình mấy cái này thì tương đối rất độ ok nha mọi người, rất là sạch sẽ đẹp đẽ luôn đó. Dàn phen lá này xăng cũng rất là hiếm, cái này vẫn là một cây hàng UB đó. Đây đó, phen lá nha anh em, Fuji nha. À, bù nguyên zin rất là đẹp luôn. Thì cái này vẫn một cây hàng Korea xuất Nhật mà có đầy đủ. Thì cái này thêm đo độ cứng nó ra tầm khoảng 50 nha anh em, 50 à, ra tầm khoảng 30-50. Đây nặng là 200g, đọt 2 ly, độ cứng ra tầm khoảng 30-50. Rồi giá công khai cây số 17, giá vẫn là 1.400.000 nha. Tiếp theo cây số 17, cây số 18. Thì cây số 18 em lên cho mọi người là một cây còn phun tủ như này, phen lá luôn nhé, cây 3 khúc phen lá đây, chất liệu carbon. Thì cái này vẫn là một cây hàng của Ryobi đó, phen lá đây mọi người, 3 khúc phen lá Ryobi. Thì cái này dài 3m3, độ cứng là độ cứng khắc, ra tầm khoảng 80 nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 80. Bát là bát Fuji đây anh em, bát Fuji gòn carbon sẵn. Thì phen lá ít khi nào hiếm mà dài 3m3 mà độ cứng 80 lắm, rất là hiếm luôn. Thì với độ cứng đó thì anh em câu lăng xe, săn hàng, săn chép là thoải mái. Đó. Bù buộc chống sẵn anh em, bù nguyên zin nhé. À, mà có đầy đủ nha, Made in Korea. Đó. Hàng không phải là hàng hàng rất là ok nha mọi người. Đó. Đây. Cho anh em xem một phiên từ xa rất là đẹp luôn đó, đánh chép là khỏi chê. Thì cái này cứng là 3, nặng là 360g, đọt 2 ly 5, độ cứng cái này em test nó ra tầm khoảng 80 nha, 80 đến 100, khá là ok. Rồi giá công khai cây số 18, giá là 1.600.000 cộng ship nha. Tiếp theo cây số 17, cây số 18 1.600.000 cộng ship. Tiếp theo là cây số 19. Thì cây số 19 năm lên cho mọi người là một cây hàng đai qua phun túi. Thì đây vẫn một hàng đai qua cắn dẹp đây đó, anh em ngoại hình đây, còn mấy miếng dán cằn lại đây đó. Mình xin từ anh xếp phen vẫn là phen lá nha anh em. Bát là bát đai qua, bát được cao, chất liệu carbon sẵn nè đó, new grip gì đó, phen mới phen ở đây. Thì dạng cái này thì cho anh em cầu cảm giác này, dạng anh em câu chép dịch vụ á, hôm nay anh em câu lăng xe dạng đánh cảm giác á. Thì cái này cứng 30, dài 27 thôi nha anh em, cứng 30 dài 27 nha, hàng Taiwan xuất Nhật. Chất liệu carbon sẵn, găng guốc đây đó, sẵn thế này khỏi còn gì bàn nha mọi người. Thì hàng này thì rất là ok anh em, bao cảm giác luôn đó. Sau anh em xem từ xa rất là đẹp luôn, phen ok. Thì cây này nặng là, để em xem thông số cân nặng xem. Cây này nặng là 270g, đọt là 1 ly 3, cây 19, giá công khai là 1.600.000 nha nè, 1.600.000 cây đai qua còn full túi nha, phen ok. Tiếp theo là cây số 20. Thì cây số 20 em lên cho mọi người là một cây nội địa nha, ba cây này là ba cây nội địa. Thì cây 20 em lên cho mọi người là một cây Nissin đó, dòng Nissin thì quá nổi tiếng rồi, nó quá nổi tiếng rồi. Cần 3 khúc, chất liệu carbon, phen là phen Fuji xít lá đó, xít mà xít lá, bát là bát Fuji anh em, bát Fuji tâm hoàng phen lá. Thì hình như là xây này đợt trước em có về một cây hai cây đó, anh em bán cho anh em về đánh phản hồi rất là ok luôn đó, săn chép ok. Chỗ này thì em lao sơ là qua nha mọi người, lao sơ là hết nha, không lỗi lầm gì đâu. Phen lá này rất ok luôn.
đọt đọt sắn đây, à, đọt sắn lên luôn, à, sắn tới đọt luôn carbon. Đây anh em có thấy, đây anh em nó có thể dính một tí keo quá mọi người, đây chùi chùi là ra nè, nó cứng 80 và 3m6 nha anh em, chỉnh cho anh em câu cha câu chép câu lăn xe nha, à, chống nổ cần đầy đủ hết, nội địa nha mọi người, kinh tích xin nội địa, hàng tương đối đẹp, ok. Rồi giá công khai cây số 20, giá là 1,6 triệu, nặng là 375 g, đọt 21 nha. Tiếp theo cây số 21, thì cây số 21 là một cây hàng của Gamakatsu, thì đối với dòng Gamakatsu này thì quá nổi tiếng rồi. À, đây Gamakatsu thì cái này được bộ phen, bộ phen phen xích lá đen nha mọi người, phen này mà hư một cái thì em cũng không biết ở đâu kiếm luôn. Đây đó, phen xích, phen lá xít mà chân đen nữa chứ. Nãy giờ em lên mấy cây luôn, toàn là chân trắng thôi. Có cái này phen đen nè, nó rất là đẹp luôn. Phôi Gamakatsu thì sẵn khỏi chê, nó carbon này thì khỏi nói gì hết. Hàng đẳng cấp, hàng ngoại hình còn rất là ok nha anh em. Nó thì cái này cứng 50 và 3m6, chiều dài chuẩn cho anh em câu lăn xê, câu tra, câu chép, đó. Câu đập thủy điện, anh em có thể câu giặt bờ biển. Dạng phân lá này có thể anh em có thể lua nữa, gặp một số anh em có thể đánh phân lá anh em đánh lua vì nó ra dây rất là tốt luôn. Đó, bù bù trong sẵn nha anh em, phen ok hết nha mọi người, không lỗi. Cho cho anh em xem Gamakatsu nhé, bát tầm bát Gamma luôn, ngoại hình đẹp, cái này ngoại hình đẹp không lỗi lầm gì hết. Bài Gamma, bài Gamma thì cái này nặng là 390 g, đọt là 2 ly 3, cứng 50, giá công khai cây số 21, giá là 2,8 triệu nha mọi người, 2,8 triệu cho cây số 21. Tiếp theo cây số 22, cây số 22 vẫn là một lên cho mọi người, là một cây nàng nội địa, thì đây nè, cây là một cây hàng tem riêu đó, thì cần lua tem riêu thì em cũng có về vài cây đó. Bây giờ lên cho anh em một cây cần câu ngâm, à, câu giặt bờ biển, à, câu gần thì cái này cứng 80, dài 3m9, thì chiều dài này anh em câu gần này, câu gần, câu bạc bãi, anh em có thể đánh lăn xê mà chỗ địa hình rộng rãi á, đánh lăn xê chiều độ cứng này, độ cứng chiên cho săn hàng nhé. Thì cây này được em đi keo lại nha mọi người, cây này được em gỡ thợ đi keo lại chứ em không có đi luôn anh em đó. Thì em đảm bảo với anh em 100% thôi là thôi, ok chuẩn nha mọi người, đó cho phôi không có lỗi lầm gì mà để đi keo lại hết nhá. Hàng tem riêu, phen đi keo lại đây đó, phen là phen lá nha mọi người, ngoại hình còn ok đó. Sau thì em nói quậy thôi, à, bu bu chống sẵn nha nè. Ngoại hình tương đối đẹp đẽ, à, tem riêu nội địa Nhật. À, bát tập bát Fuji đây, các bát săn hàng nữa mọi người, bát chào bá luôn. Đây kèo nó đây, phen nữa đây đó. Cái này là cái vết phen, phen cũ nha mọi người, chứ không có lỗi lầm dập bể gì đâu nhá. Đó thì cần thì em chấp nhận sau cho anh em, vậy thì em dám đảm bảo luôn đó, phen ok hết nha mọi người, rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 450 g, đọt là 2 ly 4, giá công khai cái số 22, giá là 2,5 triệu nha anh em, 2,5 triệu cái số 22, rất là hiếm với cái lộ chiều dài của cái này á. Rồi đó, tổng cộng 22 cái cần em lên cho anh hôm nay, nếu anh em ưng cái nào chốt lấy lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.